Vâng, lại quý anh chị ơi. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của em nha. Đâu quý anh chị, em đang ở đâu đây? Đó thì bật mí quý anh chị nha. Thì hiện tại thì em đang có mặt tại khu đô thị The Capella gói 8 Mỹ Gia thuộc thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Đó, ở đây thì đây là khu đô thị khép kín đầu tiên của thành phố Nha Trang. Đó, là xây dựng nhà xong là chủ đầu tư xây dựng nhà xong là họ mới bán. Đó, họ trang bị rất là nhiều cây xanh, không khí ở đây rất là trong lành luôn. Và đặc biệt là khu đô thị mình á, là khu đô thị khép kín cho nên là an ninh bảo mật tới 3 lớp. Đó, thì đây chỗ này là cái cổng khu đô thị nè. Đó, mà khi quý chị vào cổng á, là sẽ có bảo vệ hỏi mình nha, cho người lạ khó vào đây lắm. Đó, ở đây có camera đầy đủ cho nên ở đây là cực kỳ an ninh cho quý chị. Đó, nếu quý chị làm cư dân ở đây thì mình ở đây rất là yên tâm luôn. Ở trong kia thì mình sẽ vô theo con đường này nè. Là nếu quý chị vô trong con đường này thì mình sẽ vô trong cái đó, trong khu dân cư bên trong đây rất là an ninh luôn. Và trong này mình sẽ có một những cái tiện ích rất là nổi tiếng trong này, đó là có một cái quán cà phê, rồi có một cái công viên rất là lớn, rồi có cái hồ bơi, rồi công viên nhà hàng. Là cái hồ, cái công viên đó thì nó là tổ hợp cả nhà hàng, quán cà phê, quán ăn, rồi hồ bơi luôn, là đặc quyền chỉ có cư dân trong đây mới được sử dụng đó. Và đó đây đó. Và hôm nay trong cái khu vực này đang có một cái căn nhà đang rất đẹp, đang được gia chủ họ vô nhà họ cho thuê lại cho quý anh chị đó. Thì căn nhà muốn giới thiệu cho quý chị hôm nay sẽ là căn này nha. Thì gia chủ đang có nhu cầu. Sao anh? Đó, thì căn này gia chủ đang tìm khách thuê nha quý anh chị. Đó, thì căn này có diện tích là 100 mét vuông nè, xây diện tích đất 100 mét vuông, phía trước có cái sân để ô tô nè. Sân này thì nếu quý chị mà có xe 7 chỗ rồi là mình có thể đậu trong đây thoải mái nha. Đây là hàng xóm của mình nè. Đây là khu cầm bao nha quý anh chị. Thì trên nhà là xây kiểu na ná nhau. Đó, khu cầm bao, phía trước đây là cái sân ô tô nè. Đó, thì ở phía trước này là gia chủ họ nâng cái nền lên nè, họ làm cái lớp gạch này. Chỗ này có cái mấy cái vách tường xung quanh đó. Tiểu cảnh thì gia chủ có trồng một số cây đó. Căn nhà mình đây thì căn này thì nội thất là cũng gần như full rồi quý anh chị, là tầm chủ đã vô đây tầm 90% rồi, chỉ còn một số thứ chưa vào thôi, đa phần là đủ rồi. Và căn này thì gia chủ đang mong muốn thuê là 20 triệu một tháng, hợp đồng thuê lâu dài cho quý anh chị. Và căn này thì khi quý anh chị đồng ý thuê thì mình sẽ hình thức đặt cọc là đặt cọc 3 tháng và thanh toán mỗi tháng một lần nha. Đó, phía trước là gia chủ là trang bị một cái lớp kính là gọi là kính nhôm sinh phe, kính cường lực nhôm sinh phe rất là chắc chắn. Đây thì căn mình là gia chủ đã vô nội thất là cũng gần như là đầy đủ rồi quý anh chị. Phía trước là bộ sofa rất là đẹp luôn. Đó, còn phía trước là gia chủ cũng trang bị cho mình bộ rèm có thể là kéo lại tránh nóng. Hướng này là hướng nam nè quý anh chị. Đó, có cả đèn chùm nè, rất là đẹp luôn. Thằng còn bên đây sẽ là cái bộ tủ, tủ thì chưa có tivi, thì quý chị mình thuê lâu dài thì mình mua thêm tivi mình để đây. Còn bên đây thì kệ tủ rất là nhiều, thì quý chị có thể để những cái vật dụng cá nhân, những cái vật dụng trang trí luôn. Bên đây cũng có rất nhiều các hộc tủ này, thì quý chị có thể để những cái vật dụng lên đây để mình có thể trang trí cho căn nhà của mình nha. Đó, đèn chùm đầy đủ. Đó, đó còn đó, còn sàn á, sàn là gia chủ ốp là gạch á, là gạch men giả đá này, nhìn rất là đẹp và sang trọng rồi quý vị thấy không. Đó, còn đây sẽ là khu vực không gian cầu thang. Thì căn mình sẽ có 3 phòng ngủ nha quý anh chị, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và một phòng khách, và liền kề với một phòng bếp. Đó, thì dưới cầu thang sẽ có một cái hệ tủ, thì quý anh chị có thể để những cái vật dụng mà mình không cần thiết, vật tư gì đó bỏ trong đó. Đó, thì phía dưới đây mình sẽ có một cái phòng bếp nè quý anh chị. Phòng bếp thì mình sẽ có một cái quầy bar nhỏ đây để quý chị khi mà nấu ăn xong mình có thể để đồ ăn trên đây đó, hoặc là mình có thể mua thêm cái bộ cái ghế ngồi lên đó, ngồi đây đó. Còn đây sẽ là khu vực không gian bếp của mình rất là hiện đại luôn,
như trong mấy cái căn hộ cao cấp đó quý chị. Mình sẽ có một cái hệ tủ phía dưới là hệ tủ bằng gỗ này, được sơn tĩnh điện màu trắng này, rất là nhiều các ngăn tủ đó. Thì đây em mở cho quý anh chị xem nè. Rất nhiều ngăn luôn nha quý anh chị. Đó, rất là nhiều ngăn luôn. Đó, ngăn tủ đồ rất là nhiều. Mặt trên là mặt đá hoa cương. Đó, mặt đá hoa cương này. Đó, trong kia là mình sẽ có một tấm kính màu nâu nâu này, nhìn rất là đẹp không quý anh chị. Đó, gia chủ làm cái phòng này rất là đẹp luôn. Đó, ở trên này mình sẽ có một cái hệ tủ đó, rất là đầy đủ tiện nghi cho quý anh chị luôn. Đó, chỗ này mình sẽ có cả cái máy hút bụi nè, đó, máy hút mùi, bếp từ, đầy đủ rồi. Giờ chỉ thiếu ví dụ như là cái tủ lạnh nè, chưa có tủ lạnh, chứ còn lại là đầy đủ nè. Như máy lạnh cũng có rồi nha. Đèn chùm ở trên cái bộ bàn ăn là cũng có rồi nè. Bàn ăn này mặt đá nè, mặt đá hoa cương này, rồi ghế 6 cái cũng rất là đầy đủ cho một đại gia đình mình luôn. Còn phía sau đây mình sẽ là cái khu vực không gian giếng trời của mình này. Đó, thì căn này gia chủ cho thuê chỉ có 20 triệu thôi nha quý anh chị. Đó. Khu vực giếng trời này có thể làm cái sân phơi cho mình nè. Cửa thì cũng cửa nhôm xiên pha. Có sẽ cái tấm thảm chùi chân cho mình nữa nè. Đó, thì phía dưới này mình cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh cũng rất là đầy đủ tiện nghi. Đó, bình nước nóng đầy đủ. Đó, gia chủ làm cái căn nhà rất cực kỳ tâm huyết luôn quý chị. Nhưng mà do họ dư nhà cho nên họ làm cái nội thất vô xong cái cho thuê. Do trong cái khu khối 8 này mà kiếm một cái nhà mà cho thuê thường rất là hiếm. Cho nên là nếu mà có thì cũng khách cũng thuê rất là nhanh. Đợt này khách Hàn Quốc về đây thuê cũng khá là nhiều. Bởi vì Hàn Quốc là thích những cái khu đô thị khép kín để an ninh đó. Đây mình sẽ có cái đèn cầu thang này. Cầu thang thì cũng ốp gạch hoa cương, đá hoa cương rất là đẹp. Tay nắm cầu thang thì cũng là bằng gỗ rồi kính cường lực. Nhà của anh chị mà có con nhỏ thì cũng rất là yên tâm ở đây. Còn phía trên này thì mình sẽ có là cái khu vực này là khu vực sinh hoạt chung đó, của gia đình. Bây giờ mình sẽ có một cái phòng ngủ đầu tiên sẽ là cái phòng ngủ master. Thì phòng ngủ master có nghĩa là nó sẽ có ban công và cũng như là có nhà vệ sinh. Bật đèn lên cho quý chị xem nè. Giường cũng nó đầy đủ, chỉ thiếu cái tủ thôi. À, tủ cái này nè quý anh chị. Ở phòng này thiết kế hay cái nè, là mình sẽ có cái tủ để đồ quần áo trong đây. Đó, đồ chỗ này cũng như là cái chỗ để mình thay đồ luôn. Tủ đồ nhìn rất là to là quý vị thấy không? Đó, tủ to. Đó, nó tha hồ mà chị em có thể để đồ ở trong đây. Đó, nội thất này cũng gần như là đầy đủ rồi. Đó, bồn tắm cũng là bồn tắm đứng nha quý anh chị, bồn tắm đứng rồi có kệ móc quần áo, khăn tắm đồ. Đó, nước nóng đầy đủ. Đó, rồi ốp gạch thì cũng cao nha quý anh chị, cao tận trần lận nha. Đó, rồi lavabo rửa tay nhìn rất là xịn sò luôn nha quý anh chị. Đó, còn cái này thì cửa là cửa gỗ nè, cửa gỗ loại cao cấp nha quý anh chị. Đó, cửa nó cao cấp nha. Đó, máy lạnh đầy đủ trang bị rồi, có cả nệm cho mình luôn. Rồi quý anh chị chỉ cần mua ra giường với gối về ngủ thôi, ngon lành. Là còn đây sẽ là khu vực ban công. Ban công rồi quý anh chị, thì nhà mình cũng sẽ có hai lớp rèm nha quý anh chị. Khóa mất, chủ khóa mất. Ngoài này có ban công thì buổi sáng á mình ngồi để uống cà phê cũng được này. Đó, bây giờ em sẽ qua cái phòng ngủ thứ hai nha. Phòng ngủ thứ hai đó thì phòng ngủ thứ hai liền kề phòng ngủ thứ nhất đó, rất đẹp nha quý anh chị.
Đó, đây là cái kệ tủ nè. Đó, kệ tủ. Rồi kệ máy lạnh nè. Đó. Để bật cái đèn lên cho nó sáng chứ. Đó, đèn lên sáng cái nhìn nó đẹp đẽ không quý anh chị, lung linh huyền ảo lên. Đó. Giường đầy đủ nha quý anh chị, mình chỉ cần mua mang ra giường với cái gối vào thôi. Đó chứ cái nệm này là nệm cao cấp nha quý anh chị, nệm chắc là nệm Việt Hàn này, cao su thiên nhiên nha quý anh chị. Trời, hàng cao cấp nha. Tủ đây, tủ cũng loại xịn sò luôn nha quý anh chị. Lùa nha. Đó, bây giờ là cái lượng hàng mà cho thuê tại tại khu đô thị Gói 8 The Camella đang rất là hiếm nha quý anh chị, cho nên là quý anh chị tranh thủ gọi cho em dẫn đi xem nha. Đó, hiện tại công ty em đi qua đây quay đồ rất là nhiều. Đó, hiện tại nhu cầu thuê nó rất cao. Đó, đây căn này cũng sẽ có nhà vệ sinh nha quý anh chị. Đó, vậy là ở đây hình như tới 4 nhà vệ sinh là chứ không phải 3. Bởi vì hai phòng ngủ này đều có nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn. Rất là tiện lợi. Đó, chỗ này gia chủ có làm một cái kệ tủ nhỏ nhỏ nữa nè, mình có thể để những cái vật trang trí lên đó, chậu hoa đồ. Nhà vệ sinh nè. Đó, quý anh chị thấy xịn sò. Đó, căn này em thấy rất có giá trị với 20 triệu một tháng luôn á, bởi vì là người ta trang bị rất là nhiều các nội thất hiện đại mà cho thuê giá rẻ thì người ta không có đủ vốn bỏ ra. Cho nên là cũng cũng đúng thôi quý anh chị, cho 20 triệu một tháng căn này em thấy vậy là ok đó chứ. Bởi vì gia chủ trang bị nội thất đồ rất là ok luôn. Ngoài đây thì quý vị có thể làm bộ ghế. Bây giờ em sẽ lên trên đây nha. Em trên đây em quay cho quý vị xem. Đó. Kính cường lực nha quý vị, kính cường lực 10 ly. Ồ, có máy giặt luôn nha quý vị. Khi nãy em tưởng không có máy giặt chứ cuối cùng có máy giặt nè. Ôi, máy giặt cửa ngang luôn. Rồi có cả mấy cái kệ, cái móc để phơi quần áo luôn, em nhìn thấy rất ok luôn. À, vậy là giường là đầy đủ rồi, có nệm đầy đủ hết quý anh chị. Nói chung là ba phòng ngủ là có sẵn đầy đủ hết nội thất rồi. Chỉ có mấy cái thứ lặt vặt như là cái tủ lạnh với cái tủ lạnh thôi. Với cái tivi thôi. Đó, cái nệm là đầy đủ hết rồi nè. Nệm là nệm cao su thiên nhiên luôn nha quý anh chị. Đó, cao cấp. Đó, kệ tủ đầy đủ nè. Đó, nói chung là không thiếu gì hết luôn. Có tẻ máy lạnh nè. À. Rồi cũng có nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ luôn. Ồ, vậy là quá tiện lợi luôn. Nhà quý chị mà đang có hai ba đứa con, hai vợ chồng ở trong cái phòng này thì quá đủ. Có cả ban công cho mình luôn. À, có cả cửa sổ nè, hai lớp cửa, rất là an ninh. Đó. Giá thuê căn này chỉ có 20 triệu một tháng. Quá tốt anh chị. Thanh toán một lần một tháng, nhưng mà cọc là cọc trước 3 tháng. Đó, làm hợp đồng lâu dài nha quý anh chị. Ngoài đây là mình cũng sẽ có một khoảng sân, đây là mình có thể là vừa giặt đồ nè, phơi đồ. Đó, chỗ này có cái giếng trời nè, nó nắng nó tỏa xuống một phát là nó khô hết đồ luôn. À, ngoài đây là cái khu vực này thì mình có thể tận dụng làm cái phòng ngủ thứ tư. Đó. Gia chủ làm cái này là để làm phòng thờ đó quý chị. Đó, để bật đèn lên cho nha. Đẹp liền. Rèm đầy đủ hai lớp rèm luôn, lớp mỏng lớp dày. Đó, ngoài đây là ban công nè. Làm đồ nướng mà đang nhậu cũng được nè quý chị. Đó. Đó, ngoài đang nhậu cũng được nha. Đó, ngoài đang nhậu cũng được nè. View này nhà mình có view nha quý anh chị. Mấy cái căn trong kia á là view là đối nhặt mặt nhau là nhìn nhà thấy nhà, còn đây là phía trước mình là khu đất trống. Nó nhìn rất là thoáng luôn quý anh chị. À, rất là thoáng luôn. Đó, cái cổng kia là cổng khu đô thị kìa. Ở đây an ninh đó quý anh chị, hồi nãy em quay mà ông bảo vệ qua hỏi. Đó, em phải xin chủ nhà mới được quay nha quý anh chị. Ở đây không phải muốn cầm máy quay là quay được đâu. Bảo vệ tới hỏi liền. Xin mà chị cứ giấu giấu mà chị. Đó. Như quý anh chị muốn vô cà phê uống cà phê trong đây nè. Đi vô tầm 100 mét là tới cái quán cà phê hồ bơi nha, nó đẹp luôn. Xíu qua đó ngồi uống cà phê chị. Ở trên này là cần đốt nha quý anh chị, ở trên đó là để mấy cái như là cái bình năng lượng mặt trời đó.
cửa thấy chắc chắn quý anh chị, cửa nhôm xi pha kính cường lực 10 ly đó, chắc chắn luôn. Căn này 20 triệu một tháng, thanh toán thanh toán mỗi tháng một lần, mà cọc trước là cọc trước 3 tháng nha quý anh chị. Quý chị chỉ cần giật các bạn, quý chị làm hợp đồng xong mình cọc cho chủ 3 tháng, mình thanh toán một tháng, rồi là sau đó là cứ mỗi tháng mình thanh toán cho chủ một lần, thì em thấy rất là ok luôn. Đợi quý chị quan tâm thì liên hệ với em ăn sớm nha. Quý chị thấy hay nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em nha quý chị. Em cảm ơn quý chị nha, và hẹn gặp lại quý chị mình vào những cái video tiếp theo của em ạ.